Tiếp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Hôm nay, trung tâm visa NVC vừa mới cập nhật bản báo cáo. Số lượng visa Mỹ đã được cấp ra vào tháng 8 năm 2021 tại Việt Nam. Chi tiết số lượng visa này được cấp ra bao nhiêu, xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Chi tiết trong video clip này Điệp sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là cập nhật số lượng visa định cư Mỹ được phát ra. Đây là các ký hiệu của các diện bảo lãnh visa định cư Mỹ, cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo. Theo bản báo cáo của trung tâm visa NVC, số lượng visa định cư Mỹ được cấp ra vào tháng 8 cho Việt Nam. Thì cô chú và các anh chị chúng ta có thể thấy số lượng visa được cấp ra đã sụt giảm hơn rất nhiều so với các tháng trước đây. Bởi vì trong suốt tháng 8, lãnh sự quán Mỹ đã đóng cửa hoàn toàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chỉ thị số 16 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh sự quán chỉ ưu tiên giải quyết cho một số hồ sơ có lý do thật sự rất cấp bách cần phải phỏng vấn khẩn. Ở nhóm visa đầu tiên là diện CR1, CR2, là diện bảo lãnh vợ chồng và con riêng của công dân Mỹ, đã không có visa nào được cấp ra cho hai diện này. Ở diện visa thứ hai là diện IR1 và IR2, là diện bảo lãnh vợ chồng và con ruột của công dân Mỹ. Số lượng visa được cấp ra cho IR1 chỉ là 2 visa. Còn đối với diện IR5, là diện cha mẹ của công dân Mỹ, số lượng visa được cấp ra trong tháng 8 là cao nhất, nhưng chỉ ở số lượng là 15 visa. Đối với visa SB1, là loại visa tái nhập cảnh Mỹ dành cho các thường trú nhân đã rời khỏi Mỹ quá 1 năm. Số lượng visa được cấp ra là 5 visa. Còn ở nhóm còn lại là visa các diện bảo lãnh F. Ở diện F1 là diện bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Số lượng visa được cấp ra là 3 visa. Còn ở diện F2A là bảo lãnh vợ chồng hoặc là con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân, thì không có visa nào được cấp ra cho F2A. Ở diện F2B là bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân, thì số lượng visa được cấp ra là 6. Còn ở diện F3 thì số lượng visa được cấp ra là nhiều nhất trong nhóm F này, tuy nhiên thì số lượng vẫn là chỉ ở 8 visa. Ở diện F4 là bảo lãnh anh chị em của công dân Mỹ, số lượng visa được cấp ra là 4. Bình thường trước đây chưa có dịch COVID-19 thì các số lượng visa này được cấp ra hàng tháng rất nhiều. Bình thường thì số lượng là vài trăm visa cho tới vài ngàn visa một tháng. Cho nên chúng ta có thể thấy dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian giải quyết hồ sơ bảo lãnh cho cô chú và các anh chị. Còn ở bảng số lượng visa của diện đầu tư và diện lao động được cấp ra vào tháng 8. Ở diện đầu tư là EB5 và ký hiệu visa là I5 mà cô chú và các anh chị ở Việt Nam chúng ta thường hay đầu tư vào, là loại đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng. Và loại lao động EB3 mà nhiều cô chú và các anh chị cũng quan tâm là loại lao động kỹ năng và không kỹ năng, lao động phổ thông. Thì do ảnh hưởng của dịch Covid, hai diện này không có visa nào được cấp ra. Trong thời gian bình thường các tháng trước đây thì có vài visa đến vài chục visa được cấp ra. Đây là tỷ lệ phần trăm so sánh số lượng visa định cư theo diện bảo lãnh thân nhân. Thì chúng ta có thể thấy có 4 diện trong tháng 8 này không có visa nào được cấp ra. Đó là diện CR1, CR2, IR2 và F2A. Số lượng phần trăm cao nhất vẫn là IR5 chiếm 35%. Ở hai diện kế tiếp đó là diện F3 18% và diện F2B 14%. Còn lại là các diện F khác và diện IR1 chiếm số lượng cũng khá ít. Hầu hết thì các số lượng visa này được cấp ra là dành cho các hồ sơ có lý do cần xin phỏng vấn khẩn.
Khi chúng ta so sánh số lượng visa định cư Mỹ được cấp ra trong 2 tháng, tháng 7 và tháng 8, thì ở tháng 7 là màu xanh ở trên cột biểu đồ này, còn tháng 8 là chúng ta có thể thấy đây là màu cam mà Điệp đã thể hiện. Số lượng visa được cấp ra trong tháng 8 đã sụt giảm hơn rất nhiều so với tháng 7, bởi vì lãnh sự quán đã đóng cửa bắt đầu vào ngày 9 tháng 7 và hết suốt tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 9. Đầu tháng 7 thì lãnh sự quán có 9 ngày để giải quyết các hồ sơ, cho nên thì số lượng visa đã còn nhiều hơn so với tháng 8. Ở diện bảo lãnh được cấp visa ra nhiều nhất trong 2 tháng đó là diện IR5. Tuy nhiên thì số lượng visa của tháng 7 là 93 visa. Nhiều tháng trước đây thì số lượng visa của diện IR5 lên đến khoảng 900 mấy đến hơn 1.000. Còn đối với tháng 8 thì số lượng chỉ còn lại 15 visa. Hầu như thì tháng 8 số lượng visa đã sụt giảm hơn phân nửa so với tháng 7. Ví dụ như ở F4 cũng vậy, 72 visa đã giảm xuống còn 4 visa thôi. Và kế đến, trong phần tiếp theo của video clip sẽ đề cập đến phần thứ hai là visa không định cư Mỹ. Ký hiệu của các loại visa không định cư Mỹ được đề cập trong video clip này, cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo tại đây. Theo bản báo cáo của Trung tâm Visa NVC, số lượng visa không định cư Mỹ được cấp ra vào tháng 8 dành cho Việt Nam, thì chúng ta có thể thấy số lượng visa được cấp ra nhiều hơn so với visa định cư. Bởi vì đối với visa không định cư thì được giải quyết ở cả Đại sứ quán tại Hà Nội và Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn visa định cư thì chỉ được giải quyết ở Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ở nhóm đầu tiên là nhóm B1, B2. Đây là loại visa du lịch, visa công tác và thăm thân nhân. Số lượng được cấp ra là 234 visa. Ở nhóm thứ hai là visa loại F1 và F2, là visa dành cho du học sinh và vợ chồng con nhỏ của du học sinh. Tháng 8 là tháng bắt đầu nhập học cho các du học sinh, cho nên diện F1 số lượng visa được cấp ra khá cao là 904 visa. Và visa của người thân đi cùng của F1 là F2 là 10 visa. Ở loại visa H1B là visa lao động chuyên môn cao, số lượng visa được cấp ra là 7 visa. Ở nhóm visa kế tiếp là nhóm J1 và J2, là loại visa dành cho cá nhân tham gia trao đổi, giao lưu, đào tạo và vợ chồng, con nhỏ độc thân dưới 21 tuổi của J1. Số lượng được cấp ra dành cho J1 là 47 visa và J2 là 8 visa. Ở một diện kế tiếp mà nhiều cô chú và các anh chị ở Việt Nam mình bảo lãnh, đó là diện K1 và K2, bảo lãnh hôn phu hôn thê của công dân Mỹ, và diện K2 là con riêng của K1 hôn phu hôn thê. Số lượng visa dành cho K1 là 9 visa, và K2 đi cùng là 1 visa. Ở nhóm visa L1 và L2, L1 là visa dành cho nhân sự cấp cao tại chi nhánh, công ty thuyên chuyển, công tác về công ty đó tại Mỹ. Và L2 là vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của L1. Số lượng visa được cấp ra cho L1 chỉ là 1 visa, và L2 đi theo là 2 visa. Còn ở diện visa M1 là loại visa qua Mỹ để học nghề, số lượng visa là 8. Và ở diện visa tôn giáo là dành cho các linh mục hoặc là các nhà sư, số lượng visa là 1 visa được cấp ra. Đây là bảng so sánh số lượng visa không định cư Mỹ đã được cấp ra cho 2 tháng, tháng 7 và tháng 8. Tháng 7 được thể hiện là màu xanh, còn tháng 8 thì được thể hiện là màu cam. Thì chúng ta có thể thấy đối với diện F1 là diện du học sinh, vào tháng 7 thì số lượng visa được cấp ra vào tháng 7 khá nhiều, là 1.676 visa, bởi vì thời gian đa số là tháng 7, các du học sinh sẽ đến Mỹ để bắt đầu chuẩn bị nhập học vào tháng 8. Tháng 8 này số lượng visa du học sinh đã giảm hơn, chỉ còn lại 904 visa. Đa số các loại visa không định cư của tháng 7 và tháng 8 đã được cấp ra bởi Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, do Lãnh sứ quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong suốt tháng 7 và tháng 8. Visa B1 và B2 là visa du lịch và công tác, đã sụt giảm từ 1.250 visa của tháng 7, chỉ còn 234 visa dành cho tháng 8. Các loại visa khác được cấp cho Việt Nam cũng rất ít, bởi vì các loại visa này thường không phổ biến.
chỉ có K1 và K2 là bảo lãnh diện hôn phu hôn thê thì phổ biến hơn so với các loại visa việc làm khác tại Việt Nam. Với bản báo cáo số lượng visa được cấp ra hàng tháng cho Việt Nam, Điệp sẽ tiếp tục cập nhật cho cô chú và các anh chị hàng tháng. Nên cô chú và các anh chị chúng ta nhớ bấm nút đăng ký, subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên nha. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.